Và lời nói đầu tiên thì chị Nguyễn xin gửi đến là chúc sức khỏe các vị quan khách, một lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Vâng, và để mở đầu chương trình thì nhân viên xin trình bày hai ca dụng cổ 5-6 tuần vàng ly rượu nhìn quê. Ủa, mẹ quá.